Hey, chào mừng các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Laravel được phát trực tuyến từ Trung tâm Đào tạo Lập trình Suntech Việt Nam. Tiếp tục ở video này thì tôi sẽ cùng các bạn tìm hiểu về cấu trúc và cái luồng hoạt động ở trong Laravel. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc thư mục. Thì trước khi vào bài học này thì các bạn đừng quên nhấn subscribe kênh Suntech Việt Nam ở trên YouTube để đón nhận những video mới nhất. Ok. Thì quay trở lại đây, ở buổi trước tôi đang sử dụng SAPLAMTEX để mở số code lên. Nhưng có một vấn đề đó là khi mà sử dụng SAPLAMTEX thì cái phần folder ở bên trái này các bạn nhìn nó sẽ rất là nhỏ, nên là mình sẽ lựa chọn cái Visual Code ở đây để chúng ta sử dụng cho cái phần training của mình, cho cái tutorial này. Ok, tôi sẽ add một cái workspace. Ở đây là Laravel Tutorial. Sorry các bạn, tôi sẽ add thư mục của chúng ta đang cài, đó là Laravel Tutorial. Ok, lúc này các bạn nhìn thấy chúng ta sẽ có danh sách các folder. Đây, tôi có thể zoom lớn lên để các bạn có thể nhìn thấy. Thì đây là toàn bộ những file và những folder ở bên trong Laravel. Thì tôi sẽ đi từ trên và xuống, và tôi đi từ ngoài mà vào để tôi giới thiệu qua cho các bạn những cái chính trong Laravel. Thì đầu tiên tôi muốn nói đến đó chính là biến môi trường trong Laravel. Biến môi trường nó chính là biến env. Thì như buổi trước tôi có nói là trong Laravel thì chúng ta quan tâm đến biến môi trường đầu tiên, đó là ASCII. Nếu không có cái ASCII này thì chương trình của chúng ta sẽ không chạy được. Các bạn có thể, tôi sẽ demo cho các bạn. Giả sử đây tôi sẽ xóa thằng này đi và tôi lưu lại, sau đó tôi quay trở lại, tôi start lại server, tôi sẽ bật nó default thôi, tôi sẽ dùng cổng 8000 và tôi sẽ chạy nó lên. Thì lúc này tôi sẽ chạy với cổng 8000 như sau. Đây, sao lại ra không thế này. Đây, 8000, và tôi chạy nó lên thì các bạn sẽ thấy là ASCII là cái bắt buộc phải có, nếu không có thì nó sẽ không thể chạy được. Các bạn thấy là no application encryption key has been specified, có nghĩa là chúng ta chưa có cái ASCII, và Laravel nó cho phép chúng ta có thể generate key từ đây luôn. Đó, đây các bạn có thể nhìn thấy này, nó generate key này. Đó, và lúc này chúng ta F5 lại thì chúng ta sẽ chạy lại được. Chúng ta phải start server lại. Đó, thì có hai cách để chúng ta có thể tạo lại cái key này. Các bạn thấy là tôi vừa xóa, sau đó tôi chỉ cần nhấn generate ở đây là ngay lập tức tôi có key ở đây. Sorry, chúng ta phải bật server lên và nhấn generate ở đây. Đây nó báo something wrong vì chúng ta vừa tắt server. Chúng ta chạy lại lên này. Đó, nó đang load này. Vì vừa nãy chúng ta tắt server, chúng ta đang thấy là không có key, thì các bạn có thể click vào đây. Đó, thì lúc này nó đã sinh ra cho chúng ta một cái key. Và cách thứ hai để chúng ta có thể tạo ra được một cái key này thì chúng ta có thể dùng artisan command để tạo ra key. Thì chúng ta đang nằm trong thư là Laravel Tutorial, thì chúng ta có thể dùng cái câu lệnh là PHP artisan key generate như thế này. Generate như thế này. Enter. Thì ngay lập tức chúng ta cũng có cái key này. Đó, thì đó là hai cách để chúng ta có thể tạo key. Thì từ đây các bạn đã hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng cái ASCII này chưa? Nếu không có ASCII thì chắc chắn chương trình của chúng ta sẽ không chạy được. Đó. Thì biến môi trường chúng ta sẽ có biến ASCII là biến quan trọng nhất mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây. Cái thứ hai nữa đó là ASCURL, chính là cái tên domain của các bạn. Ví dụ của chúng ta đây sẽ là localhost. Tôi start lại server và tôi chạy lại. Tên domain của chúng ta ở đây là localhost thì sau này nó sẽ là tên cái domain của các bạn. Đó. ASCII có nghĩa là nó quy định là môi trường chúng ta đang dev cái dự án này, đang develop cái dự án này hay gọi là đang coding ấy, thì là môi trường local.
đó là dưới máy của chúng ta. Ngoài ra sau này chúng ta sẽ có hai môi trường khác là môi trường test cho dự án thật và môi trường chạy thật cho khách hàng, thì nó gọi là staging và nó gọi là product. Thì hai cái biến thì cái app ENV này nó sẽ được thay đổi, còn cái app name này các bạn có thể đặt tên là gì cũng được. Ok, tiếp theo nó là các thông tin liên quan đến cấu hình database. Thì các bạn thấy là để connect database thì chúng ta cần user, root, đây, password là gì và tên database là gì. Thì sau này chúng ta chỉ việc thay đổi ở đây. Ngoài ra thì nó còn một vài cái thông tin khác như là cấu hình để có thể gửi mail, thì nó có các biến môi trường cho phần cấu hình gửi mail. Và Redis để chúng ta có thể cấu hình để lưu cách với Redis hay là chúng ta làm công việc khác liên quan đến queue thì chúng ta cần cấu hình Redis ở đây. Đó, ngoài ra thì còn một vài cái cấu hình khác thì các bạn chưa cần quan tâm vụ. Ok, thì làm thế nào để Laravel nó có thể đọc được các biến môi trường này? Đó, thì trong Laravel để đọc được biến môi trường nó sẽ đọc thông qua một cái hàm là env. Tôi sẽ tạo demo cho các bạn ở đây, tôi dùng Artisan Tinker. Thì cái Artisan Tinker này nó giống như là cái chương trình để các bạn có thể chạy code PHP. Thì ở đây các bạn gõ ví dụ như echo hello thì nó giống như các bạn chạy một file PHP vậy. Đó, và các bạn có thể nhìn trực tiếp ở trên này thì nó rất là dễ. Thì làm thế nào để mà Laravel nó có thể đọc được từng cái biến môi trường này? Thì nó đọc thông qua một cái hàm, đó là hàm env. Nó đọc như thế này các bạn, thì ở đây nó sẽ là env, nó là một hàm và có tham số truyền vào chính là tên của cái biến môi trường đó. Ví dụ ở đây là app env chẳng hạn, thì chúng ta sẽ lưu nó vào như thế này, chạy lên thì các bạn sẽ thấy là nó lấy ra local. Thì trong source code, trong core của Laravel, trong những phần mà nó gọi đến biến môi trường thì nó đều dùng cái hàm này để mà gọi. Đây, ok chưa? Chuyển như các bạn vừa viết ở đây thì là nó sẽ lấy ra. Còn cách thứ hai là nó sẽ gán giá trị default, ví dụ như 1, 2, 3, 4, 5 ở đây. Thì nếu mà cái biến app env này không có thì nó lấy ra giá trị 1, 2, 3, 4, 5 là biến giá trị default. Ok, tôi sẽ dừng lại video này ở đây. Thì qua video này đã giới thiệu cho các bạn về đầu tiên là biến môi trường ở trong Laravel và cái vai trò của app key này, các bạn hiểu nó như thế nào. Nó bắt buộc phải có khi các bạn chạy một project của Laravel. Bên cạnh đó thì tôi cũng đã giới thiệu cho các bạn cách để lấy ra từng cái giá trị của biến môi trường ở trong file env này. Nơi nào mà sử dụng biến môi trường thì nó sẽ gọi theo cái cách mà tôi vừa demo cho các bạn ở trên này. Đây, đó, ok. Thì tiếp tục ở video sau thì tôi sẽ đi vào từng phần cụ thể trong kiến trúc của Laravel. Các bạn hãy thử nó ở trên máy của mình. Chúc các bạn học tốt.